Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay và trưa nay ngày 3 tháng 11 thì em sẽ giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm túi sinh nhật mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và shop em thì có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng và nhận chuyển khoản 100% đi đơn anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái chiếc túi này là bằng vải hàng hiệu của Nina Ricci. Hiệu này là của Pháp anh chị, nhưng mà thường đa số những cái sản phẩm túi xách của thương hiệu Nina Ricci thì người ta sẽ sản xuất tại Ý ha. Cái này thì để em coi nó sản xuất tại đâu. Rồi, bằng vải nha anh chị. Cái vải này độ mới rất là cao, cái góc cạnh này kia và vải nó không có bị sờn góc hay bị gì hết, nhưng mà nó kiểu không có làm phơm cứng á, làm phơm mềm như vậy. Và trên đây có mấy cái kim loại thì nó cũng có hơi trầy nhẹ nha, dạng túi tót không có khóa kéo miệng đâu. Cái này các cô mình thích mình xách nhẹ nhàng đi chợ đâu cũng được, có nút khít miệng ha. Rồi lót là lót vải dập hiệu Nina Ricci, cái này được made in Italy nha anh chị nha. Rồi túi này anh chị chốt giúp em mã là 1B, giá là 150.000. 1B B bò đó anh chị, 1B giá là 150 cho cái túi này. Rồi tiếp theo thì em có một cái chiếc túi này, mới nhìn sơ qua mình tưởng đâu nó là Milatron, nhưng mà nó không phải là hiệu Milatron, một cái thương hiệu khác nha anh chị nha. Nó bằng chất liệu là canvas phủ một cái lớp PVC và phối với lại da bò. Cái phần da bò này thì nó có hơi độ sờn như hình anh chị. Em lấy nét cái sờn này cho anh chị xem mà. Đây. À, nó có sờn cũ ở cái phần ngoài mấy cái phần da ha, còn góc cạnh thì ok. Tổng thể độ mới cái túi này em báo khoảng cỡ 70 mấy% thôi, không có mới ken. Dáng này thì mình có thể xách tay như vậy, hai dây mình có thể tăng đưa thêm để đeo vai, nhưng mà em thấy cái này xách tay là phù hợp. Size ngang là 22, cao lên là được 18.5. Rồi cái khóa này mình mở vậy, bật qua vậy ha, người ta làm kiểu vậy thôi chứ không có gài cực khổ gì đâu. Hàng này là hàng hiệu của Morabito, hàng của Pháp nha anh chị, không phải là Milatron đâu. Bên trong là lót da thật và người ta cũng xài nhiều quá cho nên cái lót da bên trong nó cũng có độ cũ. Cái này chốt giùm em mã là 2B, giá là 300.000. 2B giá 300. Đó, phần bên dưới ok, phần ngoài thì nó có hơi sờn. Hơi sờn da cái phần ngoài ha. Rồi, tiếp theo. Em có một cái chiếc túi này là hàng hiệu của Roberta Di Camerino, và cái nhìn cái thiết kế là mình thấy Roberta liền. Roberta họ hay thiết kế cái kiểu này, và cái chỗ cái ngoài này là cái chữ R của chữ Ro luôn đó anh chị. Đó, túi này thì bằng da tổng hợp thôi, không phải da bò, mà hồng phấn nha. Và nó cũng có độ dính dơ, độ trầy ở trên cái phần có độ dính dơ trên đây nè nha anh chị. Độ mới tổng thể khoảng 80% thôi. Túi này thì đi làm công sở, da tổng hợp cho nên là da giá nó rẻ lắm. 40 nè, nhân với lại 30, nhân với lại 26. Góc thì nó vẫn có sờn nè, nhưng mà da tổng hợp dạng cũng cao cấp, hàng hiệu, chứ không phải là xài một hai lần mà nó bị nổ, bị hư da đó anh chị. Nó cũng rất là ổn nha, tuy nhiên nó không phải da thật thôi. Rồi cái này hàng hiệu của Roberta Di Camerino, bên trong lót vải rất là mới đẹp, có nút khít miệng đây. Rồi cái này chốt giùm em mã là 3B, giá là 300.000. Mã 3B, B bò anh chị, ABCD đó. 3B ha, giá là 300 cho cái túi này. Em có cái túi này có hơi độ cũ nhiều, bằng da bò xịn nha. Da bò xịn nhưng mà nó cũ và nó có xuống màu. Cái này các chị các cô mình có thể đựng đồ linh tinh, hoặc là mình đựng giày đồ đó thì mình xài cái này mình không có tiếc ha. Mặc dù là cái màu của nó bản thân nó khi mới thì cái màu nó cũng không có quá tươi đâu, nhưng mà tại vì họ làm cái màu này và cả nó có sử dụng rồi thì mình thấy cái độ cũ nhiều, nó khoảng cỡ 60 mấy% thôi, không có mới ken nha anh chị. Size ngang là 35, cao lên là được khoảng 26. Có khóa kéo miệng nè, cái này là da miếng hoàn toàn hết, bên trong người ta còn để cái miếng da ngay đây. Đó. Cái sớ da nè, phía bên dưới thì là lót vải nha. Hàng có hiệu đó anh chị. Cái này mất cái dây đeo rồi. Mã là 4B, giá là 120. Mình xách như vậy giùm em nha, 4B giá 120, da miếng luôn. Rồi, tiếp tục. Em có một cái chiếc túi này là bằng vải, vải nhung phối với lại vải vải lụa ha. Phần đây là nhung, phần này là vải lụa, cho các cô mình xách đơn giản gọn nhẹ. Nhưng mà nó vẫn vừa điện thoại nha, dáng xách như vậy thôi, không có dây đeo anh chị ha. Rồi, size ngang là được 19 nè, cao lên là được 15, mở ra như vậy. Độ mới cái này cũng không phải là mới ken đâu, khoảng cỡ 80% thôi. Hàng này được made in Spain luôn. Nó bên trong lót vải nha. Mã là nó là mấy B rồi? 4 rồi. Mã này là mã 5B nha anh chị nha. 5B, giá là 180.000. Mã là 5B anh chị ơi.
180. 5B cho cái túi vải này 180. Các cô mình đi chợ hay là mình thích thì mình đi tiệc mình xách cũng vô tư. Vẫn vừa điện thoại hết nha anh chị nha. Rồi tiếp tục. Đây cái túi này rất là VIP nè anh chị. Túi này là da bò, dập vân, cá sấu nhưng mà nó đẹp và nó mới lắm, nó chỉ thiếu có cái hộp thôi. Mình hoàn toàn có thể mua tặng được, khoen khóa nó mới ken luôn ha. Cái này là hàng hiệu của Sazaby, một trong top 10 thương hiệu hàng thời trang Nhật Bản mà mình cao cấp anh chị ha, của Nhật. Rồi. Size ngang của cái túi này cái đáy là được 24 nè, cao lên là được 17, độ dày là được 7 cm. Rất là mới, mới là phải trên 98% luôn. Kích thước của cái túi này thì em đo rồi. Đây, chỗ này nó có một ngăn, mình mở cái khoen như vậy nha. Rồi, bên trong là lót vải nè, một ngăn. Cái túi này đẹp dữ lắm, anh chị đang mua tặng hoặc là mình tặng cô giáo hay là gì đó cũng được luôn nha. Nó rất là mới, không chưa có qua sử dụng. Bên trong là có cái tác hiệu Sazaby là cái logo này. Lót là lót vải, có nhiều ngăn như vậy, có khóa kéo miệng. Đó, bên trong là lót vải nha. Dây thì mình có thể tháo rời ra được luôn và khoen khóa dập hiệu hết luôn và mới ken. Cái này anh chị chốt giùm em cái mã nó để em coi là bao nhiêu đây. Đây đây. Mã của cái túi này là 6B, giá là 1 triệu tư. 6B nha anh chị nha, 1400. Rất là đẹp và xịn VIP luôn. 1400 cho cái túi này. Túi này là da bò dập vân cá sấu nha. Em có mới về được một cái túi cá sấu thật luôn nè. Lâu rồi mới có về túi cá sấu. Để em coi nó có đây không. Túi siêu VIP luôn á, cao cấp dữ lắm luôn. Đây. Túi này thì nam nữ đều xài được nha. Hôm trước em có về được một cái đà điểu mà cái form này thì khách thích lắm luôn. Giờ có một cái thôi, mỗi cái thì nó chỉ có một và hôm nay nó về được một cái cá sấu nè. Này rất là mới, mình mua tặng được, còn cả túi vải nha anh chị nha. Hàng da cá sấu gù. Đây. Da cá sấu dụ gù ha. Phối với viền là viền da bò. Trên đây là cá sấu nè. Đây đây, mặt này là cá sấu nè. Rồi cái này là người ta da bò dập vân cá sấu nha anh chị nha. Đó. Rất là đẹp và khóa số AMIS hiện tại là 3 số 0. Có chỗ móc dây, cái này mình xách như vậy cũng được ha. Còn mở ra mình gắn cái dây vô mình đeo. Còn cái dây zin theo túi luôn, dây dày dây mảnh thôi. Nếu mà các anh mình xài đó thì mình không có gắn dây, mình chỉ xách thôi là đẹp. Còn các chị mình xài thì mình gắn dây mình quải ok ha. Bên trong có là cái sổ của cái bộ khóa là khóa AMIS. Còn mấy cái này là cái giấy cảm ơn gì nè, tiếng Nhật ha, và cái hướng dẫn mình thay đổi khóa của cái túi này bằng tiếng Nhật anh chị nha. Hàng này được bán tại Nhật và em thấy có cái tag là được Made in Việt Nam anh chị, bên trong này có cái tag Made in Việt Nam mình, tức là hàng gia công tại Việt Nam rồi người ta bán qua thị trường Nhật ha. Thì về chất lượng thì nó cũng là chất lượng Nhật Bản. Ở bên trong thì là lót da tổng hợp và có nhiều ngăn, nó có mấy ngăn này mình khỏi cần đựng cái ví luôn cũng được nữa. Có nhiều ngăn đựng thẻ, ngăn cách tiền đồ này kia, có một cái khóa kéo đây. Và túi này độ mới là phải 98-99%, nói chung là chưa có qua sử dụng và không có lỗi lầm. Rồi trên khóa nó có một hai cái vết rất nhẹ thì mình để ra để vô đó. Rồi trong đó thì nó có hướng dẫn mình đổi cái khóa nha anh chị ơi. Dây là dây zin chưa sử dụng luôn. Dây là bằng dây da bò. Đó, túi này thì anh chị quên để coi đo kích thước. Size ngang đó là được 24.5, cao lên là được 14, độ dày là 6 cm. Túi này mình thích thì mình chốt giùm em mã của nó sẽ là bao nhiêu đây. Mã là 7B nha anh chị nha. 7B giá của nó sẽ là 2 triệu 3. Cái này da cá sấu anh chị ha. 7B 2 triệu 300 ngàn. Mua tặng là vô tư luôn. Và lâu lâu mới về được cái túi cá sấu mã số 7B. Nam nữ đều xài được. Rồi tiếp tục một cái túi siêu phẩm đà điểu anh chị, đà điểu siêu phẩm. Form này thì nếu mà chị nào mình thích đi làm công sở á, thì mình phải lớn con mình cao to chút xíu thì mình xài đi công sở nó mới hợp, còn không thì mình đựng khoảng 5 bộ đồ đổ lại để mình đi công tác hay đi du lịch hay đi đâu đó mà cần xách đồ đi đám đồ ha thì phù hợp hơn. Còn nếu mà muốn đi xài công sở thì nó hơi to hơn so với những cái túi công sở khác và mình phải hoặc là mình cần đựng đồ nhiều hoặc là dáng mình người mình hơi cao lớn thì mình mới xài hợp. Rồi cái này full da đà điểu và da rất là xịn. Anh chị xem cái dạng da nè, nó xịn và cái lỗ chân lông nó to, chứng tỏ là con đà điểu này nó già đó anh chị, mình thuộc da rất là VIP ha. Rồi và cái màu này nó cũng ít gặp nữa, siêu phẩm anh chị. Dáng xách tay đẹp lắm. Cái này nam nữ xài được nha. Nếu nam xài thì mình thích cái màu này mình hả xài ha. Nữ xài thì là quá vô tư.
Size là được 34 nè, cao lên là 23, độ dày của nó sẽ được là 14 cm, dán sách thôi, độ mới là phải trên 95%. Có ngăn khóa kéo lớn ngay đây, bên trong là lót da thật và hàng có hiệu nha anh chị nha. Cái này được made in răng ha, lót da thật và có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ để mình đựng đồ kính kính trong đây nè. Rồi, rất là đẹp. VIP lắm và lâu lâu mình mới gặp được một cái mà to như vậy. Lâu rồi em không có những cái túi đà điểu mệt phơm to như vậy đó anh chị. Rồi cái này giá của nó là 2,8 triệu, chốt dùm em mã số 8B2800 8B cho cái túi đà điểu này, dành cho chị nào thích săn hàng VIP ha. Hàng VIP cũng có nhiều lắm và hàng bình dân thì em cũng có nhiều luôn, tại vì hàng mới về mà. Rồi em có một cái tép này của Burberry dành cho nam nè. Burberry này đựng A4 đấy, full da bò, nhưng mà cái này nó không có mới keng, cái này người ta có qua sử dụng rồi và anh chị sẽ thấy những cái vết trầy xước trên da nè, đó, trầy móng tay đó anh chị, đó, người ta xài rồi ha, độ mới khoảng cỡ 85-87% và trên da nó có những cái vết này thì em thấy là mình có thể kiểu mình đánh si lại thì nó đỡ hơn thôi, nhưng mà bản thân nó vẫn có cái vết đó, như vậy mình thấy rõ này ha anh chị ha. Rồi độ mới 8 mấy% là cũng rất là ổn cho những cái thương hiệu VIP này. Size ngang là được 35.5, cao lên là được 26, hàng hiệu của Burberry. Khóa là khóa chìa nha, để em coi còn chìa khóa không. Còn chìa khóa luôn. Rồi có cái tag là Burberry London nha. Rồi bên trong là lót cái vải sọc rất là đặc trưng của Burberry. Về dòng cổ người ta mới lót cái vải này. Còn những cái dòng hiện đại hơn thì người ta sẽ lót cái vải mà có cái hình, có cái ông chiến sĩ gì đó, ông cưỡi con ngựa đó, là cái dạng hiện đại hơn anh chị nha. Rồi ngoài ra thì không có thấy túi này ghi là made in nước nào đâu anh chị, để em kiếm kỹ đây coi có không. Không có thấy ghi nha anh chị nha, chỉ có cái tag là Burberry of London này thôi. Rồi khóa thì người ta ghi không ghi gì hết đó. Rồi khóa này có trầy khóa chìa ha, và có trầy khóa. À, cái này tiện lắm nha anh chị, nó còn cái lớp siêu nè, mình về mình bóc cái siêu này ra là hết cái trầy này thôi. Cái trầy này là tại người ta chưa có bóc cái siêu mình thấy nhiều ha. Rồi cái này cũng rất là ổn, đựng vừa A4 dạng tép. Bên phía sau lưng có một ngăn nữa, hàng hiệu Burberry á anh chị. Rồi, góc thì có hơi sờn rất là nhẹ đâu nha, cái này là full da bò. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 1,6 triệu, 1,6 triệu, chốt giùm em mã là 9B, hàng Burberry 1,6 triệu. Hôm trước em có một cái của Ý nhưng mà nó mới hơn, hình như em bán 1,7 triệu, 1,8 triệu gì đó, là da bò hàng hiệu Ý. Còn cái này hàng hiệu Burberry rất là VIP, nhưng mà nó cũ hơn cái tép vừa rồi ha. Nhưng mà còn rất là đẹp so với cái thương hiệu này. Các anh các chú mình thích xài hàng hiệu thì mình lấy cái này là vô tư. Tiếp tục em có một cái túi vải nè. Cái vải này nó rất là đẹp, khác biệt hoàn toàn so với cái vải dù mình mua ngoài chợ nha. Vải hàng xịn đó anh chị, nó dày dặn và nó mướt lắm. Rồi và phối với lại da màu đỏ và dường như chưa có qua sử dụng còn tát luôn. Bên trong là lót vải màu cam ha, có nhiều ngăn. Đó, nó gọn nhẹ lắm, nhưng mà nó chưa có qua sử dụng, không có cũ. Rồi size ngang là 31.5, cao lên là được 17 nha anh chị nha. Rồi cái này thì giá của nó là 350, chốt giùm em mã là 10B. Mới nha, cái này không có cũ, chưa qua sử dụng, mã 10B, giá là 350 cho cái túi này. Mã 10B nha anh chị nha, đẹp lắm. Tiếp tục. À cái túi này giống như cái túi lúc nãy nè, cái thương hiệu nó giống á chị, hàng hiệu của Pháp á, nhưng mà nó mình tưởng nó Milachon nhưng không phải nha. Cái này với cái kia là nó thành cặp luôn đó, cái này công sở. Chắc vừa A4 quá. 32 nhân với lại 24 là để A4 ngang là vừa khít luôn đó. Dán sách nha, da phối với lại canvas phủ nhựa và độ mới nó khoảng cỡ 60-70% thôi, không có mới ken. Rồi có khóa kéo miệng đây. Ở bên trong là lót da thật, có cái tag là Paris nha, chỗ này ha, có tác hiệu đây. Cái này không có mới ken nha anh chị. Mã của nó sẽ là 11B, giá là 300. 11B, giá là 300 ngàn cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Em có một cái túi Nina Ricci. Cái hiệu Nina Ricci là các chị mình rất là thích nè. Kể cả nước hoa cũng vậy, kể cả túi sách cũng vậy. Là nó có thể dễ gặp, nhưng mà về độ mới thì thường mình hay gặp nó cũ ha. Còn cái này độ mới cao và cái màu nó cũng hơi lạ.
Đầu tiên là cái phần họa tiết này thì nó là canvas rồi, còn cái phần màu tí tí tím tím này là màu 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 da, nó bằng da thật. Màu này là màu gọi là màu ruốc anh chị, mà nó bằng da thật nha, và nó rất là mới luôn. Thường là mình hay gặp chỗ này màu nâu hoặc là ít ít là màu đen ha, còn màu ruốc như vậy cũng ít gặp nha anh chị nha. Rồi size ngang là được 28 nè, cao lên là 26, độ dày là được 12 cm. Cái này mình xách tay hoặc là đeo vai, dây có thể tăng đưa thêm một chút. Bên trong là lót vải dập hiệu Nina Rixi. Đây Nina Rixi nè anh chị ha, lót vải dập hiệu và rất là mới, có mã số luôn, có rất là nhiều ngăn. Cái này góc cạnh còn rất là đẹp anh chị, độ mới cao 90 mấy% luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 750, 750 nha anh chị nha. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là 12B, 750 cho cái túi này. 12B giá là 750 cho cái túi Nina Rixi mới lắm. Rồi một cái chiếc túi phom hến dễ thương lắm nè, màu màu hơi vàng vàng mỡ gà mà đậm đậm nha. Cái này á, thì là phom hến da bò hạt siêu xịn luôn, chị nào thích da xịn thì lấy cái này đó, da rất là vip nha anh chị, độ mới nó khoảng cỡ 85-87%, và cái phom hến nhỏ vừa xài lắm luôn. Để em coi còn dây không, size ngang là được 26 nè, cao lên là 20, độ dày là 10. Cái này là không phải chìa khóa đâu, cái này là cái cham thôi anh chị, nó không phải chìa khóa nha. Đấy, cái hiệu này có từ năm 1880 luôn, hiệu lâu đời ha. Còn có khóa kéo miệng nha, bên trong á là có hiệu là Yuri Nitani, vậy là thấy hàng Nhật rồi. Còn dây luôn, lót là lót vải rất là mới nha anh chị ơi, độ mới còn rất là cao. Cái này giá là 850, chốt giùm em mã số là 13B, giá là 850, 13B 850 cho cái túi này, 13B anh chị. Rồi tiếp tục, một cái chiếc túi này là da bò dập vân cá sấu phơm nhỏ xinh nè, nhỏ này nhưng mà chắc điện thoại cũng vừa, ok điện thoại là Vivu ha. Rồi size ngang là được 18, cao lên là được 13, 14 anh chị. Da bò dập vân cá sấu có dây đeo, và dây này là dạng dây mảnh đó. Hàng có hiệu nha, bên ngoài còn rất là ổn luôn, bên trong lót phun sơn lõi lót dính rồi anh chị ơi. Hàng có hiệu nha anh chị, cái này em bán giá lõi lót nha, tại vì nó bị dính rồi. Rồi mình có thể về mình cắt bỏ cái lót đó mình xài liền cũng được á, hoặc là mình dán chồng lên, hoặc là mình có biết chỗ thì mình đi ra mình thay lót thôi ha. Còn góc cạnh thì còn rất là đẹp luôn. Cái này bán giá lõi lót cho anh chị cái túi này với giá là 200.000, mã số là 14B, giá là 200, giá lõi lót nha anh chị nha, 14B. Lưu ý cái nào có lỗi là em báo lỗi nha, để thôi mình nghe không kỹ cái mình mua về nó bị lỗi lót anh chị. Này lỗi lót mình phải xử lý rồi mình mới xài được ha. Rồi có một cái siêu phẩm nè, siêu phẩm này dành cho nam, hàng hiệu nha, Natural Leader. Cái này quá đẹp, hàng hiệu luôn, của Mỹ, Polo của Mỹ anh chị. Rồi biết vậy. Rồi mới đầu em tưởng cái túi da không chứ, đẹp lắm nha, da miếng nha anh chị nha, quá đẹp. Lên các anh mình hổm rày đang kiếm túi đeo chéo thì chốt cái này. Size ngang là 33, cao lên là được 23, độ dày chứ, độ dày là 10. Rồi cái này mở nút lên có cái tag là Santa Polo USA ngay đây nha. Cái phần da này người ta làm nó chất lắm, người ta không có làm cái viền keo cho nên anh chị thấy nó vậy ha, nhưng mà không phải bị lỗi bị hư đâu, tại vì cái kiểu này người ta không có làm cái viền keo cho mình thôi, người ta không có gắn cái viền keo đen nâu gì vô đó, thì nó vậy ha. Rồi dây là dây dính luôn nha, không có tháo rời cái dây được, dây bản to. Cái mẫu này là chắc chắn của nam rồi. Bên trong là lót vải luôn, túi này dường như chưa có xài, hàng hiệu của Mỹ, quá đẹp. Đây có ngăn, đây có ngăn vải và có một ngăn khóa kéo nhỏ, túi này chất lắm, đi chơi là đúng bài luôn. Rồi đậy lại như vậy, da miếng nè chị ha, miếng da nó dày cui luôn, chất lừ. Rồi dây thì mình thấy tăng đưa được, dây thì nó là dây zin luôn, tại vì người ta may dính vô đây luôn và rất là mới nha anh chị ha, túi nam. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã số là 15B, em bán cho mình với giá là 1.800.000, 15B giá 1800 cho cái túi Mỹ nha. Túi này giá cũng tốt anh chị, 1800, 15B. Rồi tiếp theo,
một cái túi này da bò dập vân đà điểu, hàng mới về nên nó đa dạng lắm anh chị ơi. Da bò dập vân đà điểu xách tay nha, độ mới cao, độ mới rất là cao luôn, nhưng mà không phải đà điểu thật ha. Size ngang là 23, cao lên là được 17, bên trong là lót vải nè. À, đẹp lắm nha. Cái này mình có dây xích màu trắng mình gắn vô mình đeo cũng được, nhưng mà hiện tại người ta chỉ cho mình cái sợi dây da này để mình xách tay như vậy thôi. Các cô mình xách mẫu này rất là đẹp. À, giá là 380, chốt giùm em mã là 16B. 16B giá là 380.000. 16B. Rồi tiếp theo có một cái ba lô hàng hiệu này da mộc, ba lô nữ nha anh chị. Lâu rồi mới gặp được cái hiệu này. Ri và Ri ha. Cái da mộc của Brie thì đa số dường như chín mấy phần trăm là mình sẽ thấy cái màu này luôn á. Người ta làm cái màu này là cái màu đặc trưng của cái hãng này luôn á anh chị. Đây nè. Để gần cho anh chị xem cái đó, cái hiệu đó anh chị ha. Rồi ba lô này của nữ, nhỏ gọn, và da mộc thì mình không tránh khỏi những cái vết xước sát trên da như vậy nha, và dành cho chị nào mình gu mộc gu chất và thích hàng hiệu xịn ha. Cái hiệu này rất là xịn luôn và giá nó cực kỳ cao. Size ngang là được 20, cao lên là được 23, ngang đáy là được 21 và độ dày đáy là được 8.5. Đấy. Rồi bên trong đây, quá trời xuất sắc. Bên trong mới là người ta để nguyên cái sớ da luôn. Đây, hàng hiệu của Free. Quá trời đẹp. Đó, bên trong là nguyên cái sớ da như vậy, không có thèm lót gì đâu. Mắc công ha. Rồi có một cái tag chỗ này ghi là Made in Poland, tức là sản xuất tại Ba Lan. Cái túi này ha, mà thường những cái túi Brie này thường hay sản xuất tại Ba Lan á anh chị. Gặp chắc em bán túi cũng mấy năm rồi, nhưng mà gặp chắc tầm khoảng 5 cái đổ lại đó. Tại vì hàng này giá nó cao chứ không phải là hàng giá rẻ, và ít khi có cái hàng si mà độ mới được cao như vậy lắm á. Tại vì da mộc mà người ta đã xài rồi thì nó dễ bị cũ, dễ bị này bị kia lắm. Rồi có một ngăn khóa kéo nhỏ ha, từng cái khoen nhỏ này người ta đều dập hiệu hết luôn. Hàng xịn sò anh chị nha. Rồi có một cái ngăn khóa kéo nhỏ ngay đây, đẹp dữ lắm luôn. Mẫu này thì của nữ thôi chứ không phải của nam, và chị nào gu chất gu mộc thích da xịn thì lấy cái này. Đó, dây thì mình tăng đưa thêm được anh chị nha. Rồi cái ba lô hàng mộc này anh chị chốt giùm em mã số là 17B, em bán cho mình với giá là 1.900.000. 17B 1900. Ba lô đã hiếm mà ba lô da mộc còn hiếm hơn. 17B 1900. Tiếp tục em có một cái túi du lịch nè. Túi du lịch này to, canvas phối với lại da bò hàng hiệu luôn. Mẫu này thì nam xài ok hoặc là mình xài gia đình cũng được. Độ mới cao. Đó, cái phần màu nâu là da, phần màu đen là dạng như là da tổng hợp anh chị ha. Size ngang đó là được 50, cao lên là được 28, độ dày là 25. Cái này đựng mười mấy bộ đồ là Vivu, hàng có hiệu là Emporio. Rồi bên trong rất là rộng rãi luôn ha, lót là lót vải, có một cái ngăn khóa kéo nhỏ ngay đây, còn dây zin theo túi luôn, dây là dây da bò luôn anh chị. Cái này giá tốt à. À, mẫu này thì giá tốt đây nè, bên đây nó có cái hiệu đây anh chị. Rồi em coi cái này giá nhiêu, em nhớ là giá không có mắc đâu, giá của cái này nó là 1.200.000. Chốt giùm em mã số là 18B. 1.200.000 cho cái túi du lịch này. 18B 1200. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái chiếc túi bằng da. Túi này giống Sibai Chloe quá ha. Tại vì cái khóa nó bự nè. Màu cam nha. Này là màu cam bằng da bò thật, màu cam. Phen khóa là sáng trưng luôn, hàng hiệu. Hàng hiệu của Ý anh chị. Cái hiệu này mình cũng có gặp rồi nè. Quá trời cái tên hiệu. Đó, hàng hiệu này của Italy nha. Rồi bằng da bò thật. Chỗ này có một ngăn nữa. Cái khoen là mình thấy là hàng VIP rồi. Nó dày cui và nó sáng trưng luôn. Túi này thì nhìn nó cũng hiện đại, trẻ trung ha, tại vì nó phối với xích vàng á. Nhìn nó hiện đại trẻ trung, không có bị già, không có bị xưa. 28 nè, nhân với lại 20, độ mới còn rất là cao. Rồi, phía sau lưng này thì dập hiệu nè, cái này hàng hiệu xịn nha anh chị ơi. Góc cạnh thì còn đẹp lắm. Túi này nhìn đơn giản nhưng mà các chị mình đeo nó rất là sang ha. Mình có thể chập đôi cái dây lại để mình đeo vai cũng được luôn. Cái này mình chốt giùm em mã là 19B, em bán cho mình với giá là 650. 19B giá là 650 cho cái túi này. 19B giá là 650.
Rồi em có một cái túi này của Leonard nè anh chị. Leonard mà bản này cũng hơi bị hiếm nha. Cái hiệu này nó còn đắt hơn so với cả Lăng Xeo nữa đó anh chị. Nhưng mà ở đây mình không có thường hay gặp, và kể cả hàng si nó cũng hiếm luôn, chứ không phải là một cái hiệu gì xa lạ nha. Đây một cái thương hiệu rất là lớn luôn. Và cái đặc trưng của thương hiệu này là họ hay có cái này nè, ở cái phần này anh chị ha, Leonard, thương hiệu này của Pháp hay gì đó. Rồi bằng da phối với lại chỗ này là canvas. Đây có dập hiệu đây, cái mẫu này của nữ và rất là đẹp. Chị nào mà mình chưa có hiệu này á thì mình có thể sưu tầm nha, xứng đáng để sưu tầm tại vì giá trị của hiệu này nó cao. Size ngang là 22, cao lên là được 20, độ dày đáy là 5. Rồi ở bên trong đó thì là lót vải dập hiệu Leonard luôn, đẹp lắm. Bên trong là có một cái ngăn khóa kéo nhỏ, hàng hiệu này của Pháp anh chị. Đẹp xịn nha, và thường là mình thấy collect thôi, mình về tới tay mình nó cũ lắm, còn cái này rất là mới, quen quá dập hiệu luôn. Rồi dây có thể tăng đưa được luôn, đẹp. Cái này em chốt cho mình với giá là 850, chốt giùm em mã là 20B, giá là 850, 20B giá 850 cho cái túi này. Túi này hiếm gặp. Rồi tiếp tục. Rồi, tiếp tục là em có cái túi của Gold Field nè, siêu phẩm tới nè. Đây cái này tại vì em không có cái đồ độn form cứng nha, chưa có nhiều đồ độn á, cho nên là em độn ít ít thôi. Gold Field túi du lịch to. Hôm trước thì em có về được mấy cái nhỏ nhỏ đó và em bán dường như cũng hết rồi. Bây giờ nó về được cái to này. Cái to này bình thường á, trước đây em bán được cũng khoảng 4 5 cái gì cái mẫu này. Là độ mới cũng khoảng tương đương như vậy nha, nó không thể mới ken được, nhưng mà anh chị nhìn thấy là nó đâu có bị cũ xì đâu. Và những cái dấu vết trên da này này kia là do vận chuyển do này do kia thôi, chứ không phải là do người ta xài mà nó hư đâu. Đó, cái da này rất là xịn, và đây là cái dòng handmade của Gold Field của Đức ha, da của Đức. Đấy, bên trong còn cả dây luôn anh chị ơi, quá đẹp. Anh nào chưa có mua những cái mẫu này thì mình có thể sưu tầm mẫu này là ok, mình mua một cái xài hoài. Rồi, hàng này được handmade in Germany. Bên trong là lót vải xịn của hãng luôn. Hai cái sọc này là vải của hãng đó đó. Rồi, trên đây thì có cái logo hiệu Gold Field. Mình có thể xách hoặc là gắn dây cho mình đeo nha. Túi này mình đựng khoảng mười mấy bộ là vô tư. Cái đáy này đang dính bụi và nó cũng có hơi trầy nhẹ nhẹ mấy cái góc này anh chị, tại vì nó không có cái gì bảo vệ đó. Đó, rồi chỗ này nó có hơi sần sần da da chút nè. Cái này là vết sần mới thôi, là do khi mà người ta vận chuyển về mình á, người ta không có bảo quản kỹ, không có quấn kỹ á, thì nó bị vậy. Nhưng mà nhỏ nhỏ thôi chị, chi tiết nhỏ thôi. Tổng thể độ mới của cái túi du lịch này em báo cho mình khoảng khoảng 89-90% là tại trừ mấy điểm này rồi ha. Nhưng mà tổng thể còn rất là đẹp luôn. Em chưa đo kích thước nè. Ngang nó là được 50, cao lên là khoảng 25 và bề dày cũng khoảng tầm 25, đựng mười mấy bộ đồ ok. Bình thường những cái mẫu túi như vậy mà nó không có dấu vết gì thì em bán cỡ khoảng là 4 triệu 9 5 triệu cho một cái. Nhưng mà cái này có một vài cái dấu ha, cho nên là em bán cho mình với giá là 4 triệu 700 ngàn. Anh nào chưa có chốt cái này, chưa có sưu tầm cái này thì mình có thể lấy cái này và xài hoài. Cái này là hàng VIP cho nên là giá nó cao anh chị. Em còn một cái túi du lịch VIP nữa giá còn cao hơn nữa. 21B cho cái túi Gold Field này anh chị nha. 21B. Và giá em báo trên video là giá bán luôn, không có giá nào khác hơn. Khách hàng thân thiết thì mua shop em hoài thì mình cũng biết về mức giá rồi ha, và không có giá fit hay là không có thế này thế kia hết, cho nên là anh chị cứ thấy thích cái này mà thấy được giá thì mình cứ chốt giùm em nha, khỏi cần phải lo mà bị hố giá hay là phải trả giá này kia đâu, không cần thiết ha, tại vì em cũng không có bớt đâu. Rồi tiếp tục nè, siêu phẩm tới đây bán không có nói thách để cho khách trả giá anh chị mất công. Đây túi này có 102 luôn, cái này không có nhiều cái phơm để em bỏ cái phơm vô một chút nữa anh chị mới thấy nó đẹp. Da này thơm dữ lắm luôn, đẹp và VIP và độc đáo. Anh chị đợi em bỏ cái phơm vô một chút nha. Hàng mới về nó đa dạng phong phú lắm. Đáng lý cái này là hồi tối hôm qua là em giới thiệu rồi, nhưng hôm qua thì bị thất hứa là do bị mưa á anh chị, mưa đùng đùng hoài nên anh không có quay được. Rồi thời tiết thất thường. Quá trời xuất sắc rồi.
Gần đây là khách thấy em quay trở lại với những cái hàng VIP, hàng độc lạ ha. Không phải là mình bỏ không không bán những cái hàng độc lạ VIP đâu, mà tại vì nó cao giá quá, thứ hai là nó khó mua anh chị, không phải lúc nào cũng có hàng cho mình mua. Cho nên là nhiều khi anh chị cứ thích thì mình cứ theo dõi shop em ha. Từ từ sẽ có hàng đúng ý mình. Rồi. Đại loại là như vậy nha. Đó. Nó vẫn còn chưa có đứng firm dữ lắm đâu. Trên đây nó có cái khung kim loại nha anh chị nha. Cái này chắc chắn phải giá cao rồi. Hàng made in Italy, hàng hiệu của Italy, và nó có bánh xe. Tại sao nó bị méo không chị? Tại vì nó có bánh xe ngay đây anh chị nha. Và nó có hai cái bánh xe ở đây thôi. Rồi mình xách cũng được, hoặc là khi mình để đồ nhiều quá thì mình kéo ha. Khoảng là 53. Cao lên là được 38, bao gồm cả cái bánh xe luôn á. Độ dày là khoảng 26. Rồi, da rất là VIP, da cực kỳ dày, hàng hiệu của Ý, da của Ý có cái độ thơm, tự thân của cái túi nó thơm luôn. Rồi, đây. Bây giờ mở cái khóa ra, trên đây nó có cái khung như vậy nha anh chị ạ. Khung kim loại màu đồng giả cổ, bên trong là lót da tổng hợp. Bự dữ lắm. Hàng này là hàng chứng nhận nè, da thật nè, made in Italy. Đó, bên trong đây còn cả cái dây, còn cả cái sổ nè. Sổ của cái túi này, còn cả cái dây để mình đeo chéo, nhưng mà em nghĩ cái dây này đeo không nổi đâu. Tại vì cái túi nó bản thân nó không là nó nặng dữ lắm rồi, và nó thơm phức luôn. Mở ra là cái túi thơm cực kỳ. Đó, miếng da nào miếng da nấy nó dày vậy nè anh chị. Người ta thuộc thảo mộc quá cho nên nó thơm lắm. Rồi phơm cớp đốc tờ luôn. Dữ lắm, nó VIP rồi. Cái này các anh các chú mình săn hàng độc là chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng mà chắc chắn là giá cao anh chị, có một cái thôi á. Rồi cái dây này để làm cái gì? Dây này là mình mở mình gắn vô vậy, khi mà mình thấy nó nặng quá rồi thì mình kéo lên vậy, đặng mình kéo. Nó chỉ có cái hai cái bánh xe ở đây thôi nè, nó chỉ có hai cái bánh xe ở đây. Và chỗ này thì khi mình để xuống á, thì nó sẽ như là một cái chân á, để cho nó đều với cái kia thôi. Nó chỉ có hai bánh này, nhưng mà nó không có cái cây kéo như cái vali nha, người ta kéo bằng cái dây. Ừ, kéo bằng cái dây này, và cái dàn dây này xài biết năm tháng nào mới hư. Rồi dở tên dở lên dở xuống, cái túi này nó nặng á anh chị, tại vì bản thân nó là đã nó rất là nặng rồi. Ở dưới đây có một ngăn nữa nè anh chị, đó ngăn này mình có thể, tại em không có để đồ dưới ngăn này, mình thấy nó liệu yểu ha, khi mình để đồ thẳng lên là nó đẹp dữ lắm luôn. Và dĩ nhiên trên da nó có sẽ có vết này vết kia, nhưng mà da nó dày lắm, vết này là bề mặt thôi. Đó, độ mới rất là cao và cực kỳ chất VIP luôn ha. Rồi giá siêu hấp dẫn nhưng mà cũng phải là giá cao nha. Mã số là 22B, giá của nó là 6 triệu rưỡi cho cái túi này. Túi này chắc phí ship tầm cả 100.000 hơn anh chị. Rồi, nhưng mà em vẫn thu cái ship 20.000 ha. 22B 6 triệu 500, này là siêu phẩm của đợt này luôn. Rồi, hy vọng là sẽ có anh chú nào mà mình thích hay săn hàng độc nha. Mấy cái này em săn cũng lâu lắm mới có, chứ không phải là có hoài để mình mua hoài ha. Rồi tiếp tục là cái vali á anh chị. Cái vali thì em còn cái vali này, đợt này em còn mấy cái vali luôn á. Còn cái này là VIP nè, cái này là của Goldfield á anh chị, Goldfield khóa số nè. Dòng handmade luôn đó, cái dạng da handmade màu nâu đỏ nè, tại vì cái máy nó hơi gần quá. Đây em để vậy đi cho nó dễ thấy nè. Đó. Cái vali này là dạng vali đựng tài liệu. Rồi size ngang á, là được 45.5, cao lên là được 35.5. Rồi nhân với cái độ dày là được khoảng 10, khóa số hiện tại là 3 số 0, độ mới rất là cao. Khoan khóa thì hơi oxy hóa rất là nhẹ thôi. Bên trong là lót vải hãng luôn, cái sọc sọc đó là vải hãng nha, hàng của West Germany. Rồi còn sổ, còn thẻ, còn đầy đủ hết đây. À, nói chung bên trong rất là đẹp, nhưng mà nó có cái chỗ này, nó có cái nút này, nó bị hư cái nút anh chị. Đó, mình về mình thay cái nút này, hoặc là mình không thay cũng được, không sao hết trơn. Bên đây nó có cái nút gài nè, còn bên đây á, thì nó bị hư cái nút ha. Để lâu quá nó hư, mấy cái này thì hàng cũng rất là lâu rồi. Rồi trên cái lót vải thì nó có một vài cái đốm hơi sờn nhẹ, còn tổng thể còn lại rất là đẹp. Cho cái vali này, cái vali này giá 5 triệu 8, mã là 23B 5800, hàng hiệu của Goldfield đã hiếm rồi, mà vali của Goldfield nữa anh chị. Vali này của Đức ha, càng hiếm hơn. Rồi
Trưa nay thì em sẽ giới thiệu một ít cái sản phẩm như vậy thôi, và em sẽ tranh thủ giới thiệu thêm hàng cho hôm nay cho anh chị mình có thể săn thêm ha, để em gom đơn em gói một lần. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Em sẽ tiếp tục giới thiệu thêm hàng mới anh chị nha. Hàng mới về nhiều lắm, và nhiều hàng độc lạ cũng như là nhiều hàng bình dân giá tốt nữa. Cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.